Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức đồng hồ viên tích quát. phiên hôm nay ngày 6 tháng 1 em chia sẻ anh em 18 chiếc đồng hồ cơ, trong đó thì 17 chiếc cơ nam và một chiếc cơ nữ này, chiếc này thôi, mỗi chiếc này cơ nữ thôi. Chúc anh em một ngày mới tốt lành và cảm ơn tất cả anh em thời gian qua ủng hộ kênh video Đức đồng hồ viên tích quát. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất em chia sẻ con số 1 cái mẫu này thì là l 10 em 25 gb sử dụng máy automatic anh em nghe anh em rút ra một nắp và chỉnh lịch này đó lịch nhảy nha riêng cái lên lời thì cái lịch cái lịch ngày á, nó sẽ trùng với lại cái cái có tay luôn em anh em xoay sẽ hơi nặng chút xíu đó nó sẽ trùng với có tay luôn cơ chế dùng trùng của sai tai nặng chút xíu nha tại vừa lên code luôn á dây khóa nguyên ring mẫu này là full công lê dây của senko là m luôn em hay còn gọi là senko lên mục lm special thì nó sẽ sử dụng bộ máy năm 2006 anh em nghe nó khác chút xíu so với lm khác cái tay thôi so với là thường là 5606 và các máy cũng khác anh em cái búa nó sẽ khác nhiều bộ phận ở trong nó cũng sẽ khác luôn 5206A 25G mẫu này số 1, 1 triệu rưỡi Cái mặt số khá đẹp anh em Mặt số Special 25G Nó có một cái lòng ở ngoài chạy những cái xoáy theo á Con này thì nó cả lịch của nó là cả tiếng Anh và tiếng Nhật anh em nghe Dùng song ngữ Lịch thứ anh em Còn lịch ngày thì số thôi Xe mặt 35 năm Mẫu số 1 con này 1 triệu rưỡi dai tay thì hiện tại là uh, 16,5 anh em tay em hơi lỏng chút xíu nhưng mà thôi 16,5 là được mẫu số 2 một chiếc Omega automatic dùng đi viên anh em chạy máy Omega có hỗ trợ có tay máy tự động nha hỗ trợ cốt tay chiếc này thì nó sẽ xe lịch nhanh anh em rút ra một nắp rất là nhẹ nha những cái mẫu đồng hồ mà có một lịch nhanh thì cái nắp nó rất nhẹ đồng hồ xưa thì càng nhẹ hơn nữa anh em rút ra mạnh quá và đóng vào mạnh quá thì không không lấy được cái nắp cái chỉnh ngày á. thành ra là tưởng tưởng là đồng hồ không hỗ trợ lịch nhanh đó anh em thấy không lịch hai chiều này nên lỡ mà mình, mình mình vặn qua hố thì mình vặn lại được một nắp nữa chỉnh giờ đơn giản vậy thôi con này mặt hơi bụi chút xíu bụi bật kính em nghe con này kính VK riêng cái dòng này thì kính VK nó rất khó làm anh em nếu mà kính VK không cầu nữa size vuông 31,7 anh em không tính đúng cái mẫu này thì cái cái logo Omega sẽ nằm tâm kính nghe góc này này ngay tâm kính luôn anh em nhìn kỹ sẽ thấy logo chìm dây mắt gạo ring của Omega con này cũng là full công lê Đó, nắp đáy trơn cái dòng này chạy máy bốn số của Omega nha nên nhìn cái góc bên đây có một cái logo của Omega này số bát số đầy đủ hết chiếc này thì dây cũng còn khá là ok á tay em là vừa ý luôn và trong này còn một hai cái chốt lên nữa thì nó tầm khoảng 17 anh em nghe 17 đổ lại đây gồm hai chốt nữa mặt màu trắng xám khá đẹp anh em xe vùng 31,7 để mở máy chỉ này đây này khi mở máy thì chiếc này nó sẽ ra một cái cái, cái cục cầm đây luôn anh em nhìn kỹ này máy Omega Switch 23 g máy 1012 nha góc này này 1012 đang chạy khá là trơn tru búa rất êm máy bằng hồng góc đáy sau cũng đóng như vậy anh em anh em xem cây của em cũng biết là em sẽ mở máy gần như trăm phần trăm anh em nghe chỉ những con mình mình đắp đáy đúc đó, thì em không có thời gian mở thôi chứ còn bình thường mở hết con này số 2 5 triệu rưỡi số 3 một chiếc đồng hồ watch time dòng Maxim anh em chiếc này thì cũng khá nổi tiếng rồi chỉ có tham Maxim nó sẽ có cái phone như vậy chân càng kiểu như vậy anh em và nắp đáy đây con này thì nó mắc có một logo rồi thường chiếc này sẽ có logo đại bàn anh em đại bàn trắng inox thôi nó kiểu như mày đây á chứ còn nếu mà nó in uh, nó uh, hoặc là đúc vào trong cái, cái nắp đáy thì đơn giản là không bị rớt đâu nó kiểu như một cái mề đai con này sai tầm khoảng gần 34 em đúng rồi sai 34 đúng luôn nha khóa linh kiện anh em nghe dây này dây lụa linh kiện dây của Bambi hãng dây của Nhật anh em tất cả còn ok lắm nắp đáy không có logo nấm rinh đặc biệt mặt số cũng rất đẹp anh em cái con mặt số quá tham mà la mã này là đẹp nhất trong cái dòng quá tham này cũng có một cọc số vạch anh uh, em nhưng mà cọc số la mã thì đẹp nhất trong uh, dòng quá tham maxim sử dụng bộ máy này bộ máy uh, watch tham lên dây khá là em anh em 17 trên kính số 3 chiếc này bằng 1 triệu tư sai mặt 34 em nghe anh nhìn kỹ mặt số không có dấu vết nha còn khá đẹp nấm riêng số 4 mẫu này là mẫu Nga em phải nói là rất lâu rồi về mẫu Nga phải tầm khoảng nửa năm rồi em không biết là xong không biết lý do nào đồng hồ Nga càng ngày càng ít con này là Sengoda dòng Deluxe 23G thì lúc nó sẽ đóng cái máy oh, có tay uh, máy vàng anh em nó gần giống như máy của bên rốt hoặc là bóc tóc anh em nó dùng gần như dùng chung á thì dòng nga nó sẽ đóng ở dưới là máy in uxr anh em nghe góc này này uxr hoặc là một số con đóng chữ bbbc anh em hình như là nó ghi là cộng hòa liên không BBC hình như là liên số cũ á nó đó. nó đóng như vậy nữa còn chiếc này nó đóng UHR Seconda dòng lúc mặt đềm mi bỏ này vỏ xi anh em nghe vỏ này vỏ xi nắp đáy nóc những con nga thường nó làm vỏ xi và vỏ cũng khá ok á chỗ này cũng bị lỡ nhẹ thôi con này sai khoảng hình như 35 á 35 hơn anh em 35,16 16 không tính nấm con này số 1 1 triệu 2 con này để mở máy nè máy con này cũng khó Hãy sử dụng bộ máy này anh em bộ máy vàng của ca này nó đóng 23G có số series máy nằm góc này nhìn cũng hay lắm nói chung là nếu anh em mình chưa có đồng hồ nga thì sưu tầm một con dùng cũng ok có tai thì cũng gần như nhau chứ không có chênh lệch nhiều về cái cái chất lượng anh em từ những con quá đắt tiền thôi còn tầm đây thì giống nhau hết đã chạy là chạy ok con này được cái size lớn này nó tới 35,16 Size sao cũng được á chạy 23G số 4 con này 1 triệu 2 mặt số đề anh em nghe nó cái vỏ nó vỏ xi trắng còn cái mặt số với lại kim thì nó mạo vàng mặt số màu cái màu này thì cũng không phải là màu màu đen anh em nó hơi sấm xám chút xíu nha hơi ánh xám chút xíu số 5 một con wheeler con này là chạy máy uh, có tay của thụy sĩ anh em nghe dòng máy có tay con này là vẫn là cái bạn lắp đáy đúc anh em wheeler nó thường xuyên gần như nó làm lắp đáy đúc nhiều lắm kể cả con automatic con này size 32 anh em size 32 thôi không tính nấm mỗi số 5 một triệu tư chiếc này thì nó mặc lên dầu anh em nghe mặt nó lên dầu Hãy nhìn kỹ này nó lên đốm 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 cũng đều hay lắm chạy máy có tay có cái um, cái vành in cấp á đây là góc này là này in cấp lấy này nó sẽ có vành riêng anh em muốn xem cái máy này thì gửi <laughs> ừ, hình vô zalo gi giúp em hoặc là bấm lên google á <laughs> bấm lên là anh em ghi làm Wheeler in-cup Incaplex movement 17 giây thì nó sẽ hiện lên cái bằng những cho anh em xem luôn rất rõ luôn rõ hơn riêng video nữa còn muốn gửi hình mắt trực tiếp thì cái nhắn qua zalo giúp em nha cái bản này thì cũng khá là hiếm anh em và rất nhiều anh em ở miền nam chơi cái con wheeler này số 5 một triệu tư con này chạy máy 17 bảy và size 32 mươi em nghe lưu ý số 6 một chiếc Citizen. Em bị cổ. Một chiếc Citizen uh, 21G dòng Super King. Chung cái mẫu này làm đầu tiên thấy. Nó làm cái kiểu phong Rolex anh em. Mà đóng là Citizen Super King. Máy này hỗ trợ có tay này. Con này là thay 4 giờ anh em nghe Hiện tại ngày 24 Anh em xoải nhảy là ngày 25 này Trả về góc 8 giờ đi Lên lại ngày 26 Lịch thay bóng giờ nghe Không phải là lịch nhanh Và hộ có hỗ trợ nhanh là 92 thôi Đó Nó đóng là CN Super King Automatic cái nước vàng còn khá ok nè em nhìn kỹ này bên hông còn được này góc này thì bị phai nhẹ cái niền ở dưới thì mã bên này đó nước vàng còn nói chung nhìn chung còn hổ, con thì được cái sai sẽ quá to luôn sử dụng bộ máy đăng cưa này 21 g con này sai 37 anh em. Từ từ. 365 anh em. Con này đo khó quá. Điểm đó hai đầu đây. Tầm 37 anh em nghe. Đo hai cái này không tính núm là 37 này em sẽ đo từ cái cái rộng nhất ở đoạn này mà qua tới đây này thì nó sẽ là 37 xa khá là lớn so với đồng hồ vintage này nè mặt số thì con này cũng có lên lắm tấm nhẹ em nha rất nhẹ thôi nhìn như đây là ok em thấy không đem tay nhìn cỡ đây này cùng kê sát thì nó sẽ thấy những hộp mụn nhỏ 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 trên cái mặt số 21G chạy máy citizen răng cưa con này số 6 1 triệu 6, 6 nước vàng không ẩu em số 7 một mẫu Bulova dòng Super CV ừ. đây đẹp này con này này có cả tiếng có cả lịch thứ và lịch uh, ngày luôn anh em các bạn nút cổ chai ra nghe góc này này đó đây này lịch thứ lịch ngày luôn như trong một cái mẫu đồng hồ con này là phong rolex chuẩn anh em nghe phong chuẩn rolex cái núm thì không bị hư rồi, không bị kiểu như nó bị mòn em thay cái núm rolex luôn con này size mặt tầm khoảng 36,5 36,5 không núm niềng mạ vàng rất đẹp anh em cái điền mạ vàng khá ok cái mẫu này thì nó sẽ có hai mẫu một mẫu đề mi và một mẫu của nó là một mẫu uh, thép inox anh em thì cái mẫu này là mẫu này tương tự như luôn đó nắp đáy đóng bulova đầy đủ hết anh chạy máy automatic 17 g sử dụng một máy này đây nè này, 17 gv switch mat bulova số series ở đây nên nhìn kỹ cái máy cũng khá mới anh em nghe mẫu này thì nó chỉ thiếu bộ dây thôi khá đẹp anh em góc này thì anh em siết cái nóng vào vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ đóng cái nấm vào nghe đó còn mạnh mạnh chút xíu số 7 con này 3 triệu 2 rất đẹp anh em đúng chuẩn phong Rolex luôn nó nằm gần như là bulova làm cái phong gần như một một cái Rolex anh em cái nấm Rolex em bỏ còn vừa mà nhiều anh em chơi cái dòng này thường gọi là Bulex này gọi đùa là Bulex số 7 mã số 8 một chiếc đồng hồ Angi 5 triệu mô C, không biết là lý do đang anh em ở dưới cái chữ uh, Diamond góc này nữa thì cái ở dưới này có một cái cái đế bỏ một viên sòn anh em nhưng mà rất mắt rồi anh nhìn kỹ này nó rất mắt anh em về bỏ viên sòn rồi làm nghe tám năm rưỡi thôi cái vỏ bọc vàng cũng khá ok còn đóng chữ răng xe góc này này góc 6 giờ engine. Số giữa số 75. Nắp đáy đó Mẫu này là size 33 hơn chút xíu anh em, 33,17. Số 8, 850. Nó mở theo kiểu là vẫn một cái niền anh em nghe. mở theo kỹ vặn niền ở trong thì anh em thấy một con thấy một cái bộ máy 17 g của anh Ging. nó ghi là 878 còn khá mới anh em nắp đáy cũng nắp chữ anh Ging anh em góc này này con này thì không có một cái chốt để cố định anh em cứ đại bình thường mà thôi rồi vặn vô hay lắm cái mặt số nó hay lắm nó giống một số 75 nè anh em nhớ là nó có một cái đế để bỏ sò nghe tại vì góc này nó muốn chữ đê đây này anh em về kiếm một hộp sò riêng bỏ vô càng tốt sai mặt 30 33 đúng không ta? 33,1 thì đúng rồi. 33,1 không tính đúng. Số 8 8 rưỡi. Số 9 một chiếc Grand Prix. Con này là 64G, 64 nhân kính anh em. Anh em lưu ý là nó sẽ đóng chữ Trial All Start ở góc này này. Đó, Trial Start anh em phải hiểu cái chữ này nghe, em sẽ giải thích sau. Thì cái chiếc này nó là chiếc uh, bảng thép inox nắp đáy thì nó sẽ mắc một logo một cái mề đai này Riêng cái mề đai này á thì uh, Nó rất hiếm anh em, con mề đai con hải mã rất hay lắm anh em um, Đánh vào cái dòng Grand Prix uh, của Grand Trials sáu thì đến 64G thì nó sẽ hiện lên Trên Google á Nó sẽ có một số con, rất ít những con có mề cầu mày đai đáy mày đai cũng hải mã đẹp lắm thì nếu mà có mày đai thì chiếc này nó rất cao tiền anh em nó phải tầm 7 đến 8 triệu một chiếc này á nếu mà có mày đai đó. tại vì con mày đai nó rất hiếm sử dụng bộ máy này bộ máy orange automatic 64g những hộp ruby to tướng luôn em, con chiếc này chạy rất ok nghe máy mới cứng máy sơ gương luôn còn có chữ trai thì nó sẽ Nói chung là cái này hơi chuyên ngành chút xíu nhưng mà em sẽ chỉ, chỉ anh em xem nó sẽ chỉ một cái bộ phận tinh chỉnh góc này này đó nó rất đặc biệt anh em nếu anh em mà rành về đồng hồ á thì cái này nó rất đặc biệt nó khác so với nhiều số bộ tinh chỉnh khác thì bộ tinh chỉnh nên được phát minh ra và nó đóng chữ là trai otat này góc này này của orang con này 64G à chiếc này có một chiếc 100G anh em nghe 100G thì nó sẽ không có cái mề đai đó mề đai như hồi nãy em nói với anh em á mề đai không hải mã một chiếc 64G mới có bản này thì có cả bản bọc vàng bọc bằng vàng, vàng trắng cũng có mà vàng vàng cũng có rất nhiều mặt số còn rất ok anh em chạy chuẩn giờ luôn hiện tại là ngày 1 con này hình như là cũng lịch 24 giờ thì phải hiện tại ngày 1 anh em nghe điểm xoay cho em xem nó nhảy là ngày 2 tròn ngày luôn và em trở về góc 9 giờ lên lại thì nhảy là ngày 3 trở về 9 giờ lên lại nhảy ngày 4 thì cái lịch 24 giờ anh em chỉ rất nhiều rồi anh em anh em cứ xoay đi Đầu tiên anh em phải xoay một 24 giờ để cho nó nó nhảy một lần nghe. Đó, hiện tại ngày 4 anh em cứ xoay 24 giờ. Đó, chưa đâu phải thêm vòng nữa. Rồi. Anh em trở về góc 9 giờ. Lúc mà nhảy thêm tới số 5 á thì khi kim hai kim nó nằm đây anh em, đó. Đúng không? 12 giờ đêm, anh em trở về góc 9 giờ. Nếu anh em tin lấy sẽ nghe một tiếng tách rất nhẹ anh em trở lên lại góc 12 giờ Và nó nhảy thêm tiếp một ngày nữa Người ta gọi là 9-12 Hoặc là 6-12 hoặc là 8-12 Tùy con nhưng mà tầm 6-12 là hay cỡ rồi Con này số 9 2 triệu 7 thôi Đặc biệt con này sở hữu có phone gần như là to nhất của nhà Oren nè 38 38 anh em nghe, lưu ý 38 gần như to nhất của nhà Oren rồi chỉ thua kém dòng mà Citizen mà răng cưa thôi chỉ ăn cưa là có sai 41 ta em là 16,7 nè anh em 16,7 là gần như là không 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 kham nổi con này rồi cỡ này là tầm khoảng 17 17 trở lên mấy năm trở lên số 9 con này 2 triệu 7 nha quá linh kiện nha dây cũng hầm hố lắm mã số 10 một chiếc Seco 5 DX con này là chạy máy automatic có hỗ trợ cốt tay từ từ con này hình như không hỗ trợ cốt tay thì phải em coi không anh em con này không hỗ trợ cốt tay nhưng mà nó, nó có một cái địch bơm anh em nhắn vào đây này nhấn mạnh chút xíu con này thì phải nhắn phải mạnh hơn cái tay em rồi từ từ điểm xoay nghe con là mà nhắn hơi mạnh nè nhắn lấy một cái kiểu như cái một cái cây để nhắn vào để cho nó nhảy chứ còn cái đây cái núm nó sát quá nhắn không 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 qua được số 20 chiếc này size 40 ở size 37 phẩy này Ồ, đi kẹp nhiều lúc cũng không có Đúng rồi này 37,5 Con này số 17 năm rưỡi Để em mở máy nha Con này dùng máy 6106 thì phải 6106 anh em Sử dụng máy 6106 này anh em Của Seiko 25G Đóng chỉ 6106A nha số mười con này bảy trăm rưỡi số mười một một chiếc đồng hồ Wetloss, con này chạy máy nhặt anh em nhưng mà đặc biệt của nó là có một cái kính màu một cam hoặc số thì trong có lên dầu anh em nghe nó lên những cái đốm bị thì như oxy hóa hay là bị vào nước hồi xưa nói nhiên chỉ có được hai này cái này là có cái kính một cam thôi đó con này 700 thôi anh em anh em về sờ ba lại cái mặt số nha size 34 những cái đời mà kính cái màu sắc như vậy là ít thái lên đi lâu lâu về một chiếc sử dụng bộ máy này bộ máy này cũng Nhật anh em 17 chân kính máy dùng giống cái dòng máy bảy của máy 7 đúng là máy 7 của Seiko anh em. 7106 à 7119 7109 như vậy. Bạn. Dùng máy 7. Số 11 con này 700. Số 12 mẫu rưỡi một mẫu Seiko Chameleon. Con này thì nó sẽ sử dụng bộ máy có tay. Đây anh em Seiko Champion. Mẫu này thì nó size 34,5. Không tính đúng. Cái mặt với lại cái vỏ đề mi anh em nghe, có nghĩa là cái mặt số và kim cọc nó mạ vàng, còn vỏ thép. Sử dụng bộ máy này anh em phải lưu ý cái bộ máy cầu đôi này nó thường rất ổn định và nó cũng bầy lắm nó sẽ có cái, cái ba lan xe cái, cái cầu đôi hai vít bắt này chứ không phải một con vít của dòng của dòng máy Segosa 19 g máy đang chạy ổn định chuẩn giờ anh em máy còn khá mới số 12 chín trăm rưỡi size mặt ba tư số 13 một chiếc đồng hồ Seiko Sportmatic dòng Deluxe con này sai lớn anh em size nó tới um, 36 đến 37 37,8 9 trăm rưỡi dòng Seiko 5 thì cũng nhiều anh em, không có không có hiếm. Nhưng mà dòng Dilux thì ít hơn chút xíu, xíu. 25G. Chạy máy uh, automatic 76. Máy 7 này, máy 7619. Anh em, góc này nè. Con này thì nó sẽ có một cái lịch bơm riêng biệt anh em nghe, nó bơm góc này. Đó, con này thì dễ bơm hơn con Seiko Khóa linh kiện số 13 95 rưỡi mặt số thì còn rất đẹp anh em 14 một chiếc một anghi mẫu này thì có tay hiện tại là ngày 9 nha con này hình như là sai là theo 4 giờ đó anh em thì thấy 4 giờ anh em nghe size 33 anh em. 33 không núm, con này là 14 8.5. Chạy máy angin. Angin này không biết của thể Sĩ hay của Mỹ đây. Ừ chạy máy 17G của Thụy Sĩ anh em. 67G bộ máy này đóng chữ là 328 anh em nghe mấy có tay số 14 8 rưỡi lịch 24 giờ anh em con tiếp theo con Goroen con này là vỏ xì anh em nghe cái vỏ xì cái màu nó hơi hơi xám xám chút xíu chạy máy Goroen thương hiệu thụy sĩ 17 chân kính con này cũng là lên có tay này là cái máy sau có một cái cái miếng kiện chống từ chống sóc nữa Golden Watt 17G mới ship các anh em nghe Này, số 15 7 trăm rưỡi size của nó là 30 3,8 em gần 34 số 16 mẫu này là 8 năm rưỡi một mẫu du con này thường là... đây con này thường người ta gọi là gì gì này mẫu này là chạy kim rúng lấy có tay cái mặt số nó cái cái, kính kính vk những có đường vác trong khá là đẹp nè chạy cái mặt trong trống có nghĩa là nó sẽ vác bốn cái các bạn khác nhau anh em nghe con này lấy có tay sử dụng bộ máy vuông anh em trong đóng chữ uh, cũng khó hiểu lắm Borel này Switch Mat này con này sử dụng bộ dụng một máy vuông khá đẹp anh em à, bộ máy này là Juliet Julian Sen anh em nghe hay còn gọi là Gigi Trời, cái máy này quá xưa luôn những con này là xưa xưa thiệt là xưa này sai mặt 33 chính xác là 32,96 số 16 năm rưỡi. tiếp theo số 17 700 một con bên rút trẻ có tay đây nghe con này chạy hai kim dòng máy nhỏ con này thì nó thêm nghĩ là nam đều được mà nữ đều được đây nó tầm khoảng 30 máy này 32 thôi 32 vỏ một vàng ok lắm mặt số cũng đẹp chạy hai kim thôi nắp đáy đó con này số 17 700 số 18 chiếc cùng lô này thì một chiếc đồng hồ t-shirt của nữ nè nếu mà nếu đúng ra thì gọi theo cái tiếng thì đúng cái tiếng của nó đúng cái chữ của nó thì gọi là tiếp xô còn mình hay quen gọi là t của nữ 1853 chạy máy automatic mặt số cũng rất đẹp anh em nghe đó cái nắp đáy này cũng khá ok cái nền tray thì nó mạo vàng con này của nữ sai mặt là size 25,2 25,2 con này chính xác làm về với sự dây ring của nó luôn dây thép nhưng mà da ngắn quá nè nó 13 14 đó mới bị mắc mắc da thành ra em thay dây da luôn 13 14 thì tay nữ nhỏ quá không chắc không vừa sử dụng một máy um, ETA automatic của nữ lên chạy như mấy năm vậy anh em con này lịch của nó lịch nhanh này lịch nhanh luôn góc này về thì cái hộp phải hộp riêng anh em hộp này của Seiko Đó, hộp vỏ cho nó nó đẹp chứ không phải hộp riêng số 18 700 kết thúc video rồi anh em à, xin chào cảm ơn tất cả anh em theo dõi video thông báo cho anh em biết là tuần sau thì em sẽ có tùy theo tình hình anh em nếu mà hàng về kịp thì em sẽ có hai lô còn là hàng về không kịp thì em sẽ chỉ có một lô thôi một lô để kết thúc cái năm này thì cái lô đó em sẽ gần như sẽ sale toàn bộ cái cái, cái sản phẩm trên cái lô đó gọi như gọi là thì có thể gọi là tre khách hàng và sẽ giảm giá rất rất sâu anh em để anh em có một cái kiểu như một cơ hội cuối cùng mà để mình sắm những chiếc đồng hồ mình vừa ấy với cái tầm giá tốt trong cái thời gian mà mà gần cuối năm rồi. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.